các bạn trước mắt quý vị và các bạn chính là chiếc máy xay, xay mảnh hay xay mịn, dòng xay bắp các bác nhé. Ở bên em vẫn đang phân phối trên thị trường, em bán rất là nhiều dòng sản phẩm này rồi. Tuy nhiên là trước đây là em chỉ hướng dẫn và giới thiệu các bác con này là để xay bắp mảnh hay xay bắp mịn thôi. Còn hôm nay thì phải theo nguyện vọng của khá nhiều các bác trong khu vực miền Nam, chúng ta muốn xay lúa thành bột cho gia súc gia cầm làm thức ăn, vì trong đấy các bác bảo trong đấy nó rất là ít bắp, toàn lúa là chính thôi, cho nên là cái lúa nó mua nó khá là rẻ và chúng ta muốn xay nghiền cái lúa này. Đấy, xay nghiền cái lúa này để làm thức ăn cho bò hay là cho heo. Thì hôm nay em sẽ test luôn cái video để nghiền luôn bằng chiếc máy này, vì là dòng này là dòng mini gia đình nhỏ, con này nó nhỏ thành ra là nó phù hợp với nhiều loại hộ gia đình chúng ta sử dụng, nó không quá đắt và chúng ta sử dụng con này thì rất là ok. Đó, mua những cái máy rất là to rất là lớn, nó cả chục triệu đồng ấy, thì đối với các gia đình mà chăn nuôi nhỏ thì nó là hơi lãng phí, cho nên hôm nay em sẽ làm cái clip này để cho các bác xem cái clip này mà chúng ta cảm thấy máy này nó phù hợp thì có gì các bác cứ alo em để mua hàng nhé. Thì con máy này vẫn như bình thường thôi, chúng ta sẽ sử dụng cái quả lô để chúng ta siết cho nó sát hai mặt đá vào nhau để chúng ta nghiền thành bột đấy. Để bắt đầu em sẽ tiến hành nghiền luôn các bác nhé. Đấy, đầu tiên chúng ta cắm điện, chúng ta sẽ phải chỉnh các bác sẽ chỉnh mặt đá này vào nhé. Chúng ta lưu ý cái khóa bên trong là phải thật chặt vì chúng ta nghiền thành bột mà, chúng ta khóa không chặt thì nó sẽ to.
liền xong, các bác lưu ý là xoáy cái lúm này ra và chúng ta sẽ tắt tắt rút điện là chúng ta sẽ xong quá trình làm việc. Trên máy này nghiền thì chúng ta nghiền thành bột, nó khá mục tiêu khá là to đấy. Nên là nó hơi đã điếc tai chút, tuy nhiên là chúng ta đấy xong chúng ta dùng xong các bác gõ cho nó sạch sạch bột trong này nhé, nó mắc bột trong này chúng ta gõ cho sạch ra. Và em sẽ cho các bác kiểm tra thành quả của chiếc máy nhé. Đây, chúng ta có thể dễ dàng quan sát chiếc máy này xay khá là mịn, các bác có thể nhìn thấy này, mịn mịn mát tay luôn nha các bác nhá, vì em siết nó khá là chặt đấy, chúng ta có thể nhìn thấy bột bột này bột lúa ấy các bác nhá, mịn luôn, không cần phải suy nghĩ đó, rất là mịn, sờ rất là mát. Bột này thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể cho bò uống được nhá, hoặc là chúng ta quấy cám là cho heo ăn, cho lợn ăn nhá, đó thật mịn luôn các bác cứ yên tâm với em là dòng này chắc chắn mịn. Tuy nhiên là khi chúng ta xay mịn như vậy thì năng suất của nó không được cao đâu, nó ước chừng đạt khoảng 4-50 cân một giờ thôi, không được nhiều như như là chúng ta xay mảnh nhé. Xay mảnh ngô con này có thể lên tới chừng 200 cân, gần 200 cân một giờ. Tuy nhiên là chúng ta xay bột này chỉ từ 4-50 cân thôi. Đấy, thì trên đây em đã xay thử lúa thành bột mịn cho quý vị và các bạn xem với chiếc máy xay mini này. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại để ghi trên màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của em. Quý vị tìm kiếm điện máy Bình Dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.